có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa? Chứng minh nhân dân, có ép mất tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen. Được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Yeah, whoop.
Trung tâm ứng dụng công nghệ mới áp rẻ bằng lái xe chứng minh nhân dân. Lấy ba cân à? Hay lấy rồi. Hay lấy rồi. Còn lấy ba cân và cái. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới áp rẻ bằng lái
Ha ha ha!